Vất vả với cháu đây. Cháu nào cũng qua tay bà hết đấy. Cháu nào cũng qua tay bà hết. Nhưng mà buổi cháu này là được lên clip bao nhiêu nhỉ? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
xin được như tiểu ở cùng bấy lâu, mong cho cô lớn làm giàu, tên là bà Kim Ngân một tuổi. Cô bé ngày đầu ở Vinh, lòng tin sẵn sửa cổ vàng, cổ chay cổ mặn cổ ngon như là trước là đánh mẫu mù vàng, sau mời mù, sau mời mạ mù sinh ra thì đồng mù cả đời thì cổ cung hóa thành một ý huyết trong lòng. Thứ tư màu tỳ hóa sinh, bà mù với rừng lên hình chân tay. Thứ năm thìn khúc của nay, âm bà hóa phép dựng lên lần đầu. Thứ sáu tỳ cúc chi bát mạch đà nhiên. Thứ bảy bà mụ giữ gìn ngủ khai nhãn dĩ thông, khai tỳ khai khẩu cho thông, những là khai tỳ khai khẩu thay mồm thay miệng đấy khai là tâm thần tính mời mù ở thân cung, khôn cung thánh mẫu giữ gìn bảo thai. Tư lên đỉnh núi đường cao, hóa thành dòng máu như bào kiểu dâng lên. Bế vì sau cúng 12 mùa bà, trừ tái tiêu diệt tức thời. Nay thầy niệm chú tống ngay hải ngoài, Kim Ngân lễ vật đầm này. Mù quả thực mỡ mang ngoài bề, mù dày chấm mùi mấy nhời, chép làm ghi để đời đời nhớ ơn. Có thể làm ông gì đó hả? Các cụ các kệ coi như là sống khôn thác kia đi bay rồi gió đi qua về bà cho phù hộ chỉ cho con cho cháu. Thứ nhất là sức khỏe, thứ hai nữa là đi làm đi ăn gặp nhiều may mắn, và cho chúng con đi buôn đi bán hàng coi như là đắc lộc xoay tài, coi như là đi nhập bao nhiêu thì xoay thấy cái nữa. Đấy là những điều về năm nay của chồng chúng con cũng năm trong tương lai. Con xin quay ra tiền để được các cụ kệ phù hộ chỉ cho ba tháng hè và sáu tháng đông để gặp mọi điều lành và tránh mọi điều dữ, nhất cũng như tận lòng thương cho chúng con được như những muốn giữ quan con xin tâm thành bái tạ. Con niệm nam mô a di đà phật, con niệm nam mô a di đà phật, con niệm nam mô a di đà phật, con niệm nam mô a di đà phật. Đi xung quanh một tí cái nhỏ nhỏ ăn vào trong lớn nha, ngoan ngoãn nha. Yeah.
cứ khuyên cho cháu coi như là ngoan ngoãn. Đấy là coi như là cũng gặp một cái là cũng tạ ơn bà rồi. Đấy, thế tạ bà cố gắng đi xa về gần để làm một buổi ông rằng thì tôi thì Tết bất chấp một lúc nào đấy. Các bạn để xoay thiết nghĩa những thứ đặt cho một cái sự và làm bạn và làm người là con xin đây mấy tất cả.